đất bảo hà, nếm mùi phong nguyệt đó là thần tiên. Ngọc à ơi à, quanh đồi chim hót trước sân đền, trúc mọc nghi thấp cao giữa đêm thanh, đêm thanh ngoạn cành vườn na đào. Hoàn cảnh vườn đào thấy vầng trắng quyết ba sao ý giữa trời đền bảo hà, là nơi thành đích nghi. Đền bảo hà à ơi à, là nơi thăng tích ông Bảy Hoàng, thực đích nghi trung quân sinh thời làm tượng trung thần. Tướng trung thần man mường, nùng trải sơn dân ý hàng đầu lập công đầu, mẫu ban ý cái thế ý. Lập công đầu à ơi à, mẫu ban cái thế quyết dẹp loài, áp chế hại dân tuy vui đỉnh giáp non thần. Đỉnh giáp non thần tâm lòng, yêu nước thương dân ý còn chuyện dấu bề cạn, non bọn cũng quyết thử ra tài cho biết y oai phong biên cương. Biên cương súng nổ đung đùng
nói đăng nhan phục thờ chân kinh có chữ Nam Mô. Có chữ Nam Mô trong kinh, có chữ Nam Mô A Di Đà Phật Hoàng vô chấm đồng trong thời có phép thần thông. Các cô pha trà liền tư tầm chuốc chén nô lòng hội quần tiên. Các cô chuốc chén trà ô lòng tay nâng bình ngọc, các bạn tiên dâng chén vàng ý, ý, ý. Thượng kim ban chào ô long, hiến thượng kim bà mẫu đơn long tình, có khi thừa nhàn dứt quan hoàng bảy sư. Chuốc chén khuyên mời hồng trà ba chén khuyên mời ninh hương mỹ vị ngọt bùi kỳ á chân nề. Vì chẳng phong xương ha chẳng nhàn nung gan sành sắt luyện tiên đan vì vũ sáo trúc trời mây khói kỳ cục thâu canh đất nổ hoàn. Tuệ nhật sáng soi lòng dũng kiệt cương thường nặng gánh
dạ sắt son. Ấy môi phong nguyệt là thế thế đó, nhô á phù dung quốc gọi hồn. Được mùi phong nguyệt nước non non, để mê quốc túy quốc hồn xưa nay. Phù dung nàng hiền ở đâu đây mà nhường như ngọn cỏ nhánh cây la đà, hay còn xót nguyệt thương hoa. Mười hai cô mau mau vào tiêm thuốc pha trà giúp quan hoàng bày sôi. Nhân ai lên đất nghỉ hà bào hà, nếm mùi phong nguyệt ní đó là tiên cảnh thần tiên. Sáng ngô sáng ngô lưu phàn tiên cảnh thần tiên trên bảo tiên cảnh thân tiên trên bảo hà. Đời người ngăn tựa ý gan mà tật gan, gan đức ý bắt được vẻ vang, ô sau này sáng ngô đi phàn vang là vẻ vang ô sau này, ô vàng là vẻ vang sau này. Nào là lưu thủy hoa cùng đào hoa, nào cô tiêm thuốc ý cô phá trà, đâu ở nơi đâu sáng ngô đi phàn, cô pha trà. Trên cung răng ai hẹn đi bao giờ, vì đường hoàng đi châm lính ý tình nghĩa cơ
tình cờ gặp tiên. Sáng ngờ sáng ngờ lì phàn, tiên là gặp tiên có tình cờ. Ô tiên là gặp tiên có tình cờ. Soi tào nam tào, ô tào nam tào, ghế ông là người dày phúc nghi, ông bảy đưa vào trong bàn đến đây. Sáng ngô ly phàn, đây là đến đây để bắt ghế ông ngồi. Ô đây là đến đây để bắt ghế ông. Chân gian lão âu chép biên, đệ tử con đây là người hiếu thuận thảo hiền, tu nhân tích đức hoàng chép biên cho rõ ràng. Còn bao kẻ cương bạo ngược cứ đi hại người, chẳng trước thời sau bạo lỗi lầm, hoàng chất chi đâu sợ nguyện mà được như ý, không cho sợ cầu tòng tâm à. Đời vời vợi ai mất chữ tâm thì tội phải mang. Lưới rời bổ khắp bốn phương, hại nhân nhân hại ông cho khôn đường thoát thân. Đã nên đấng cầm cân ấy mực, cứ đem chữ tội chữ phúc mà cân, đừng có ai khoe mình đã chọn đạo trăm phần. Cây đức mà rơi mất nông bảy cầm cân sao bằng đà. Nghe ông ra ông cho nước thiêng tẩy hết bụi trần, thanh cao rồi lại các ghế mười phần thanh cao. Chữ cương thường treo cao giá ngọc, chữ công dung tứ đức khuyên ghi, đệ tử con đây cần vái tông quỳ. Sơn lâm xin ông hoàng bày ông về độ chỉ chứng minh. Lệnh sai thập nhị các cô tiên nàng, cô nào việc nấy sửa sang ra đứng. Tiến cô nàng cả pha nước trà cầu, sơn lâm vừa ý ông bày gật đầu vỗ gối ban khen. Dân bộ khay đèn còn à đôi, dân bộ khay đèn dọc ngã điêu sứ, móc tiệm chuỗi nạp vàng. Dâng
ngộp thuốc ngang, còn nàng ba thì vào dâng y hộp thuốc ngang. Thế là vừa ý ông bấy hoàng trốn sơn lâm. Đó đinh nhang trầm gọt mì nạt tư thì vào đốt nga đinh nhang trầm. Ngọn đèn cô kêu sang tỏ tay cầm thuốc ngơ tiêm ngơ. Dâng kẹo bánh nguyên con nàng năm thì vào dâng kẹo bánh nguyên. Kẹo xìu thuốc lá thực cảnh tiên lại dám bì. Nàng sáu tính nết nhu mì, tin cô nàng sáu tính nết nhu mì. Dâng hoàng một con ngựa dám để ông bày đi ông chấm đồng. Gầy khúc đàn thông tiên cô nàng bày thì vào gầy khúc đàn thông. Miệng ca tay múa đàn nữ âm nghe nõn nà. Dâng chiếc lược ngà còn mì nàng tám. Dâng chiếc lược ngà đôi tay cô tám dài chút ông bấy khen là cô khéo tay. Yểu điệu ai tay tiên cô nàng chín. Yểu điệu ai tay ngày ngày cô chín theo một đôi giày đẻ hầu ông. Vào dâng ngỡ chiếc đèn lồng nửa đêm vào canh ba giờ tí ông ngã bàn đèn ngồi hút chờ. Quạt nước pha trà tiên có mười một thì vào quạt nước pha trà âm xuyến bình ngọc có đôi tay ngả cô dâng ra. Cô bé thân non cô mười hai là cô bé thân non. Rõ ràng mười hai cô nữ phò giá đôi bên ông bầy hoàng đôi bên ông rõ ràng. Thổ mãn hội đồng lệnh sai thổ mãn hội đồng. Kiệu rồng tám kia đón ông về bỏ hà tấu đối việc quan.